những cái phần khuyết điểm trên gương mặt của mình, vô như là về phần song mũi thấp này, bị hách này, bị gồ, hoặc là phần đầu mũi và cánh mũi thì nó quá là to và nó không hài hòa với những đường nét trên gương mặt của mình. Và đối với dịch vụ nâng mũi siêu cấu trúc này thì quý vị khách hàng của chúng ta sẽ được gây tê và tiền mê, và thời gian thực hiện thì nó sẽ lâu hơn so với những dịch vụ nâng mũi thông thường. Tại vì các bác sĩ sẽ phải là tái cấu trúc lại toàn bộ cái phòng mũi của mình, dựng trụ mũi này và kéo dài cái phần đầu mũi của mình ra. Chính vì vậy thì cái quá trình thực hiện nó sẽ cẩn thận hơn, tỉ mẩn hơn và thời gian thực hiện thì nó cũng sẽ lâu hơn. Và đối với dịch vụ nâng mũi siêu cấu trúc này thì mọi người cũng có thể thấy là trong thời gian vừa qua thì rất là hiếm khi mà Bệnh viện Thẩm mỹ Medica mới có một cái chương trình mà chúng ta được giảm sâu như vậy. Từ 50 triệu đồng chỉ còn có 35 triệu đồng. Và thật ra thì cũng có rất là nhiều chị em của chúng ta thắc mắc trong thời gian vừa qua là không biết là sau khi mà chúng ta thực hiện xong thì mình có được về nhà không, hay là mình cần phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Thì đối với dịch vụ nâng mũi siêu cấu trúc này thì sau khi mà quý vị khách hàng của chúng ta thực hiện xong thì quý vị có thể là trở về nhà rồi, mình cũng không hề mất thời gian để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta thực hiện dịch vụ nâng mũi siêu cấu trúc thì chúng ta sẽ có những cái ống dẫn lưu, hai cái ống dẫn lưu ở hai phần mũi của mình, và qua ngày hôm sau thì chúng ta sẽ cần quay lại bệnh viện Thẩm mỹ Medica để chúng ta tháo ra. Và đối với bất cứ dịch vụ làm đẹp mũi nào thì chúng ta cũng sẽ được nẹp mũi, và từ 4 đến 5 ngày sau thì quý vị khách hàng của chúng ta sẽ quay lại chúng ta tháo nẹp, và từ 7 đến 10 ngày sau thì chúng ta sẽ quay trở lại bệnh viện Thẩm mỹ Medica để chúng ta cắt chỉ. Và mọi người có thể biết là đối với những cái dịch vụ như là về tháo nẹp mũi này, hoặc là chúng ta tái khám lại về những dịch vụ nâng mũi tại bệnh viện Thẩm mỹ Medica thì hoàn toàn miễn phí luôn, chúng ta không cần phải bỏ ra bất cứ một cái chi phí nào khác, nên là quý vị khách hàng của chúng ta hoàn toàn yên tâm ha. Và Hồng Nhung cũng muốn chia sẻ cho quý vị khách hàng của chúng ta, mình đang có những cái nhu cầu làm đẹp mũi thì tất cả những chất liệu được sử dụng trong dịch vụ nâng mũi tại bệnh viện Thẩm mỹ Medica thì đều đã được FDA là cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ chứng nhận là đạt sự an toàn và hiệu quả. Và cái quy trình thực hiện dịch vụ nâng mũi thì được thực hiện trong môi trường vô trùng vô khuẩn, nên là đáp ứng được các tiêu chí hàng đầu về cái phong mũi của mình, để có thể đảm bảo cho quý vị khách hàng của chúng ta không những là sở hữu một cái phong mũi đẹp mà chúng ta còn được bảo đảm về cái sức khỏe của mình. Khi mà chúng ta nghe đến đây thì chắc chắn là cũng có rất là nhiều chị em của chúng ta thắc mắc về vấn đề là vậy nếu mà trong cái trường hợp mà chị không có tại bệnh viện, chị không có ở trên thành phố trong cái thời gian là bệnh viện Thẩm mỹ Medica diễn ra cái chương trình ưu đãi này thì phải làm sao, thì mọi người đừng có lo. Tại vì nếu mà những vị khách hàng nào mà chúng ta chưa đến kịp bệnh viện Thẩm mỹ Medica trong khoảng thời gian là diễn ra chương trình ưu đãi từ ngày 16 cho đến ngày 23 tháng 5, thì quý vị khách hàng của chúng ta có thể chuyển khoản qua số tài khoản của bệnh viện Thẩm mỹ Medica. Và đây là số tài khoản của bệnh viện Thẩm mỹ Medica, mọi người sẽ chuyển khoản với nội dung là họ tên, số điện thoại cũng như là tên dịch vụ mà quý vị khách hàng của chúng ta đang có nhu cầu thực hiện, và chúng ta sẽ giữ được cái chương trình ưu đãi này trong vòng 1 tháng luôn nha mọi người. Và trong vòng 1 tháng đó thì quý vị khách hàng của chúng ta có thể đến bệnh viện Thẩm mỹ Medica bất cứ lúc nào, và chúng ta sẽ làm đẹp với cái mức cọc mà mình đã chuyển khoản trước đó rồi, nên là mình sẽ giữ được cái chương trình ưu đãi này cực kỳ hấp dẫn luôn, kể cả khi mà chúng ta không có tại thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta vẫn chưa đến được bệnh viện Thẩm mỹ Medica. Nếu mà quý vị khách hàng nào chúng ta chưa ghi kịp số tài khoản thì mình có thể lại chụp lại màn hình, và sau đó là trong ngày hôm nay, trong cái tuần diễn ra ưu đãi là từ ngày 16 cho đến ngày 23 tháng 5 thì quý vị khách hàng của chúng ta có thể là đi chuyển khoản. Mình sẽ đi chuyển khoản trong cái thời gian diễn ra chương trình ưu đãi thì mình mới được nhận giữ được cái mức cọc này nha mọi người. Em chào chị Nguyễn Thị Ánh Linh nha. Chị Ánh Linh có câu hỏi là mũi em đã nâng, em muốn sửa lại chi phí cao không ạ? Không biết là mình đã nâng lâu chưa hả chị Ánh Linh? Nếu mà chị đang có nhu cầu là mong muốn là sửa lại mũi thì chúng ta có thể là để lại thông tin của mình ở dưới cái post livestream này để được các chuyên viên sẽ tư vấn kỹ lưỡng hơn cho mình ha. Quý vị khách hàng của chúng ta đang có những cái câu hỏi nào thì mình đừng có ngần ngại, hãy để lại ở dưới cái post livestream này để Hồng Nhung có thể tư vấn kỹ hơn cho quý vị khách hàng của chúng ta. Thì đối với những dịch vụ làm đẹp mũi thì trong một tháng đầu tiên thì chúng ta sẽ kiêng ăn những cái loại thực phẩm có thể để lại sẹo lồi, ví dụ là rau muống, nước tương, thịt bò, hải sản, và chúng ta sẽ hạn chế là va chạm mạnh vào cái phần mũi của mình nha. Mình sẽ không có sờ nắn hoặc mình sẽ va chạm mạnh. Và nếu mà quý vị khách hàng của chúng ta bắt buộc phải đi ra ngoài thì chúng ta sẽ đeo khẩu trang và tránh tì đè lên cái phần mũi của mình, này. Và đồng thời thì cái phong mũi của mình lên sẽ đẹp nhất là khoảng thời gian là từ 3 cho đến 6 tháng. Nên là mọi người chúng ta sẽ cần mỗi khoảng thời gian để chúng ta cho cái phong mũi của mình trở lại cái trạng thái tự nhiên để nó thanh thoát hơn và nó đẹp hơn. Nên là mọi người đừng có lo lắng quá là nhiều. Sau khi mà chúng ta vừa mới làm đẹp xong, chúng ta có thể là thoải mái, thư giãn, nghỉ ngơi, và sau đó là chờ đợi thời gian để cho cái phần mũi của mình được gom lại.
Và nếu mà quý vị khách hàng của chúng ta mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn nữa, kỹ hơn nữa về những dịch vụ làm đẹp tại bệnh viện thẩm mỹ Medica thì chúng ta có thể gọi điện qua số hotline của bệnh viện thẩm mỹ Medica là 1900 6566, và địa chỉ trực tiếp của bệnh viện thẩm mỹ Medica thì chỉ có một địa chỉ duy nhất thôi. Quý vị khách hàng của chúng ta lưu ý để mình tránh được những cái sự nhầm lẫn đáng tiếc. Và địa chỉ duy nhất của bệnh viện thẩm mỹ Medica là ở số 262 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Em chào chị Kim An nha. Chị đang có cái câu hỏi nào thì chúng ta hãy để lại ở dưới cái post livestream này để Hồng Nhung có thể tư vấn kỹ hơn cho quý vị khách hàng của chúng ta ha. Vì Hồng Nhung biết là khi mà quý vị khách hàng của chúng ta đi làm đẹp thì chúng ta lo lắng và quan tâm rất là nhiều những cái thông tin, không biết là đến là có được gặp bác sĩ hay không, quy trình thực hiện ra làm sao, thời gian thực hiện như thế nào và cái chế độ bảo hành ra làm sao. Thì mọi người đang lo lắng, đang quan tâm thì chúng ta hãy để lại ở dưới cái post livestream này để Hồng Nhung có thể tư vấn kỹ hơn và có thể giải đáp được tất cả những thắc mắc đó cho chị em. Và nhưng mà đối với cái phương pháp làm đẹp nào cũng vậy hết, quý vị khách hàng của chúng ta cần đến trực tiếp tại địa chỉ là số 262 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta được gặp gỡ trực tiếp các bác sĩ. Và như vậy thì chúng ta mới có thể là trao đổi thẳng thắn với các bác sĩ và sẽ được các bác sĩ sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình hay không mọi người. Và nếu mà quý vị khách hàng của chúng ta không còn có bất cứ câu hỏi nào nữa thì Hồng Nhung cũng xin phép được kết thúc cái post livestream tại đây và sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những cái post livestream trực tiếp đến từ bệnh viện thẩm mỹ Medica.